cực kỳ dạo. Cái dòng này thì nó xiên trái lắm nha cô chú anh chị, nó ra hoa trái quanh năm ha. Rồi em sẽ đo thông số của mã 7A nha. Hoành gốc nó ở đây là 14 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao là 23. Ở full 8 ngàn nó là 34 nha. Thì mã 7A em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k luôn nha. Là bên em bao ship luôn ha. Rồi xây một vòng nữa rồi em cũng xin kết thúc video ha. Thì mã 7A cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay nha. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video bên em ha. Nếu quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký ủng hộ giúp em nha. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ạ.